Xin chào các bạn. Mình mới mua một chiếc máy ảnh Nikon P1000 với mục đích chính là quay nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ nhân dịp nhóm này vào thăm Đà Nẵng. Chiếc Nikon P1000 có thể coi là chiếc máy ảnh có giải tiêu cự dài nhất trong số các máy ảnh phổ thông. Zoom quang học của nó là 125x. Tiêu cự dài nhất của nó tương đương với tiêu cự 3000mm của máy ảnh full frame. Với tiêu cự này thì nó có thể quan sát bầu trời không thua gì một chiếc kính thiên văn phổ thông nào. Và trong video này mình sẽ thử dùng chiếc Nikon P1000 để quay mặt trăng cho các bạn xem nhé. Lúc này thì mình chưa dùng tới tiêu cự tối đa của chiếc Nikon P1000. Còn bây giờ sẽ là tiêu cự tối đa của Nikon P1000. Các bạn hãy quan sát kỹ mặt trăng xem có thấy chị Hằng hay chú Cuội ở trên đấy không nhá. Các bạn thấy chất lượng quay mặt trăng của chiếc Nikon P1000 này thế nào? Hãy comment cho mình biết ý kiến nhé. Trong các video tiếp theo, mình sẽ quay thử các hành tinh trong hệ mặt trời, ví dụ như sao Thổ với chiếc vành đặc sắc của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.